Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Xin chào các bạn, Huyền Trang và Teen House đã quay trở lại rồi đây. Và tối ngày hôm nay, bản tin giải trí của Teen House sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hổi liên quan đến các ngôi sao trong showbiz Việt. 24 giờ trôi qua, với hàng loạt sự kiện khác nhau ở nhiều lĩnh vực, nhưng đối với các nghệ sĩ thì những tin tức nào đang trở thành tâm điểm được quan tâm nhất vẫn đang là một ẩn số sẽ được phát sóng sau ít phút nữa. Và trước khi bắt đầu bản tin, Huyền Trang xin chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bản tin Teen House vào tối ngày hôm nay nhé! Đã hơn 8 tháng trôi qua, kể từ khi cố nghệ sĩ Chí Tài về với đất mẹ, ca sĩ Phùng Loan vẫn tích cực sống, tích cực hướng về phía trước dù mang trong mình nỗi đau và nỗi nhớ tới cố nghệ sĩ. Vào những dịp đặc biệt, chị vẫn đến viếng mộ ông xã, tặng cố nghệ sĩ một bó hoa thật đẹp. Sau gần một tuần đón sinh nhật người chồng quá cố, nữ ca sĩ cũng bước sang tuổi mới bên cạnh những bạn bè và đồng nghiệp. Mới đây, một người bạn thân của Phương Loan đã chia sẻ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cô trong dịp đặc biệt này. Bạn thân của ca sĩ Phương Loan chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật cô gái 16 tuổi, chúc chị một sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng xinh đẹp, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười. Tụi em vui khi thấy chị cười, nhói đau khi thấy chị khóc. Niềm vui của chị không những là hạnh phúc của tụi em mà còn là của cả một đàn heo con của chị ở nửa vòng trái đất. Vì vậy, hãy luôn lạc quan, yêu đời và hãy để mọi buồn phiền, khổ đau biến mất trong cuộc sống của chị nhé. Chúc mừng sinh nhật, chị mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị và ở luôn mãi. Happy birthday to you." Dễ dàng nhận ra bé heo xuất hiện tươi tắn, nhí nhảnh với bạn bè trong bữa tiệc ấm cúng khiến ai cũng cảm thấy an tâm phần nào. Còn nhớ vào ngày sinh nhật của Phương Loan năm ngoái, danh hài Chí Tài đang kẹt ở Việt Nam, cố nghệ sĩ đã nhờ người bạn đặt hoa tặng vợ kèm lời dặn rất kỹ: "Em phải đặt hoa Cẩm Tú Cầu nhé Kim, nhớ viết là thương chúc mừng sinh nhật bà xã bé heo 16 tuổi, Chí Tài, tiền bạc bao nhiêu không quan trọng, miễn chị Loan thích là được. Anh lúc nào cũng vậy, làm bất cứ việc gì miễn vợ mình vui là ok." Thế là mình đặt bình hoa này cho chị ấy. Trước khi họ giao hoa đến hãng, họ gửi hình cho mình gửi cho anh ấy xem, anh ấy ok mới được. Mọi năm vẫn còn nhau, hai vợ chồng luôn cố gắng dành thời gian để cùng đối phương ăn mừng dịp lễ đặc biệt. Năm nay, nữ nghệ sĩ đón sinh nhật đầu tiên không có ông xã bên cạnh. Tuy nhiên, nhờ có sự yêu thương của người thân và bạn bè, dường như nỗi buồn mất người thân của cô đã được khỏa lấp phần nào. Mới đây, chương trình Ai là người giả chân, Hứa Minh Đạt gây chú ý khi kể lại câu chuyện chưa ai biết. Đây là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, xoay quanh sự ghen tuông của vợ tôi. Lúc đó Dạ vừa sinh xong bé bánh mì, tôi đi làm suốt. Đôi khi tôi về trễ, Dạ cũng hay gọi điện thoại. Có một tối Dạ gọi điện thoại rất nhiều mà không được. Sáng hôm sau tôi mới về đến nhà, Dạ hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo nhậu với mấy ông anh xỉn quá, không về được, điện thoại không sạc pin. Dạ nghĩ tôi đêm đó đi chơi với cô gái khác nên giật điện thoại của tôi đập xuống đất vỡ. Tôi nhớ đó là điện thoại Nokia N71. Sau này Dạ điều tra ra tôi kể thật, thấy mình ghen tuông bừa bãi nên mua cho tôi điện thoại Nokia N72. Câu chuyện của Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ khiến khán giả cười xỉu. Hóa ra bà xã nam diễn viên cũng như nhiều chị em phụ nữ khác có những lúc ghen tuông đến vậy. Trước đó, Hứa Minh Đạt cũng từng nói xấu vợ trong chương trình Cả Nhà Thương Nhau. Tôi nói thật, hồi đó giờ tôi đâu bao giờ sợ vợ đâu. Hôm nay tôi dám đứng giữa trời, giữa đất để nói tôi không bao giờ sợ vợ. Cái mặt cô ấy mập mập tôi ghét lắm. Ngày 17 tháng 8, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bị đau đầu do vỡ mạch máu não tại nhà riêng. Ông được vợ phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 ngay sau đó. Vợ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, bà Kiều Đàm Linh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng nhờ được cấp cứu kịp thời nên ông đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vì nghệ sĩ có nhiều bệnh nền, từng mổ thận nên đội ngũ y bác sĩ vẫn yêu cầu ông ở lại bệnh viện thêm một thời gian để theo dõi tình hình sức khỏe sát sao. Có một số nguồn tin trên mạng xã hội xôn xao rằng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhập viện vì mắc Covid-19. Tuy nhiên, gia đình phủ nhận tin đồn này và khẳng định việc ông vào bệnh viện chữa trị không liên quan gì đến bệnh dịch. Trần Mạnh Tuấn là một nghệ sĩ ra saxophone nổi tiếng của làng nhạc Việt. Ngoài ra, ông còn được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ, hòa âm,
nhà sản xuất âm nhạc và từng giảng dạy tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sự nghiệp của Trác đang trong giai đoạn khủng hoảng chưa từng có, nên vào lúc này đây, người hâm mộ tận dụng mọi thứ có thể để bày tỏ sự ủng hộ, động viên đến thần tượng. Đơn cử như trên chiến trường dành cho fan, Twitter, các đom đóm, tên fan club của Trác vẫn miệt mài đẩy hashtag động viên nam ca sĩ lên top trending. Tuy nhiên, nếu như trong quá khứ, việc một, hai top trending Twitter là điều dễ dàng thì thời thế giờ đã đổi khác, dù huy động nguồn lực từ fan cơ trong đến ngoài nước, các hashtag liên quan đến Trác vẫn có thứ hạng khá thấp. Tuy nhiên, những người còn ở lại trong fan club vẫn chưa từ bỏ chiến lược bảo vệ Trác. Sau khi hụt hơi trên Twitter, các fan lại tiếp tục tràn sang fanpage chính thức của chương trình Giang Ninh Mang Hàn Quốc và để lại comment động viên thần tượng, đồng thời nhắc nhở chương trình đừng gạch tên Trác khỏi dàn cast trong thời điểm này. Sở dĩ các fan của Trác chọn fanpage Giang Ninh Mang Hàn làm điểm đến tiếp theo cũng là bởi thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục yêu cầu chương trình phải có phản hồi chính thức về việc để Trác đi hay ở sau hàng loạt lùm xùm tình ái. Trước hành động của các fan Trác, netizen Việt Nam không khỏi tức giận. Họ cho rằng việc spam, comment trên fanpage Giang Ninh Mang Hàn không khác gì đang bôi cho chát chấu vào cộng đồng mạng Việt Nam và khiến cộng đồng fan Việt mất mặt trước các fan quốc tế. Sau khi công khai có tình yêu mới, lại còn được bạn người yêu cho tiền nạp game, Đinh Ngọc Đàm đã chia sẻ hình ảnh một chàng trai lên story. Nữ streamer cũng chọn cách làm mờ ảnh của nhân vật chính, như cách người yêu cũ của cô là Duy Nhỏ đăng ảnh một cô gái lạ hồi cuối tháng 7. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng thì cũng có không ít fan tò mò muốn biết danh tính người đàn ông may mắn số 1 có được Linh Ngọc Đàm. Như vậy, sau một thời gian chia tay và từng lăn tăn có nên quay trở lại với nhau hay không, Bụt và Linh Ngọc Đàm đã chính thức đường ai nấy đi khi cả hai đều úp mở có tình mới. Mặc dù khá tiếc nuối trước chuyện tình của Linh Ngọc Đàm và Duy Nhỏ, người hâm mộ của cặp đôi vẫn chúc mừng cả hai và chúc họ luôn được hạnh phúc, giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thời gian qua, chuyện tình bùng binh giữa Đạt Di, Du Uyên và vợ cũ Hoài Lâm, Shin Ji Lu đã ngốn không ít giấy mực của báo giới và vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Để không vướng thêm rắc rối hay bị các thành phần anti-fan xuyên tạc lời nói nhằm câu view, mới đây Du Uyên đã quyết định một lần vạch rõ mối quan hệ với tình cũ. Cả hai sẽ không còn bất kỳ mối liên quan nào từ đây về sau. Theo dòng tin dài được nữ ca sĩ đăng tải, hiện tại những rắc rối chung trong mối quan hệ của Du Uyên và Đạt Di đều đã giải quyết ổn thỏa. Cụ thể, các khoản nợ nần thời điểm vừa tan vỡ đã được trả hết. Các kênh chung ra mắt sản phẩm âm nhạc của cả hai cũng được bàn giao cho nam rapper. Bên cạnh đó, Du Uyên không quên nhấn mạnh bản thân sau chia tay không nhận bất kỳ thứ gì từ người yêu cũ và từ đây về sau cũng sẽ cắt đứt triệt để với Đạt Di trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Ngoài ra, trong bài viết nữ ca sĩ 9X không giấu được sự hổ thẹn khi chuyện cá nhân của mình vô tình làm ảnh hưởng đến khán giả cùng những người liên quan. Xin lỗi đã làm phiền lòng tới tất cả các bạn và những người vô tình bị lôi vào chuyện không hay này. Ai cũng có quá khứ và bí mật của riêng mình. Ai cũng nên giữ lại một phần nào đó cho chính mình miễn không ảnh hưởng tới bản thân và người khác. Ai là kẻ có lỗi và ai là người tổn thương trong cuộc có lẽ mới thấu hiểu rõ nhất. Cuối lời, giọng ca sinh năm 1993 tự nhủ bản thân đang trên đường bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Bước đi trên một hành trình mới mà ở đó cô phải nỗ lực và phấn đấu mới có thể vượt qua chính mình của quá khứ. Du Uyên hứa một ngày không xa sẽ comeback bác, khẳng định sự ủng hộ và quan tâm từ người hâm mộ chính là động lực to lớn để bản thân trở lại một ngày nào đó trong tương lai gần. Động thái dứt khoát của Du Uyên nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng tình từ công chúng. Nhiều người bày tỏ vẫn sẽ dõi theo ủng hộ giọng ca bánh mì không trên con đường nghệ thuật sắp tới. Hiện tại, Đạt Di đang hạnh phúc bên Shin Ji Lu, vợ cũ Hoài Lâm, trong khi Du Uyên cũng tìm được bạn trai mới là một chủ local brand tại Sài Gòn, đông đảo người hâm mộ đều có thể thở phào nhẹ nhõm trước chuyện tình kết thúc trong êm đẹp của cặp đôi. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã điểm lại những tin tức nổi bật nhất trong vòng 24 giờ qua. Các bạn nghĩ sao về những tin tức vừa rồi? Hãy để lại comment bên dưới để chúng mình biết nhé. Chúng mình là Tin House, hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới nhất trong ngày nha. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.
Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.